Kính thưa quý khán giả, trong bản tin trước, chúng tôi có bài phân tích với tiêu đề Siết thị trường bất động sản nhìn từ Trung Quốc, đó là sự xoay trục của nền kinh tế Trung Quốc khi bơm gói kích thích lớn và trong đó mở van tín dụng cũng như mở rộng chính sách mua nhà của người dân được dễ dãi hơn. Trong khi đó, thị trường bất động sản Việt Nam cũng đóng băng như Trung Quốc, nhưng chính sách cho thị trường này tiếp tục bị siết lại với mục tiêu hạn chế đầu cơ. Trong bản tin Chuyển động kinh tế, góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay, chúng tôi tiếp tục phân tích về vấn đề này qua góc nhìn của giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, với tiêu đề Vì sao giá bất động sản liên tục tăng? Mời quý khán giả cùng theo dõi. Có thể ai cũng nhìn thấy thị trường bất động sản hiện nay dù gần như đóng băng nhưng giá vẫn tăng, thậm chí còn tăng ảo khi qua các cuộc đấu giá ở các vùng ven Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Vì sao lại có sự ngược này dù mới đây đã có hướng dẫn bảng giá đất mới theo như quy định của Luật Đất đai 2024? Giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng thị trường bất động sản hiện nay rất bất thường. Sự bất thường này từ đâu? Trước hết chúng ta hãy nhìn lại kể từ năm 2020, việc phê duyệt dự án nhà ở bị ách tắc, số lượng dự án treo rất nhiều. Cũng từ đây nguồn tiền từ bán bất động sản hình thành trong tương lai không còn, hay nói cách khác là nguồn vốn mất đi, trong khi đó dòng vốn từ các nguồn khác vào thị trường bất động sản cũng không có. Về phía ngân hàng nhà nước cũng không cho vay một cách dễ dãi vào bất động sản, họ kiểm soát số lượng vốn và canh gác rất cẩn mật. Bên cạnh nguồn tiền từ trái phiếu, do bản thân tiềm lực tài chính của nhiều nhà đầu tư bất động sản yếu kém, cộng với những vụ án liên quan đến phát hành trái phiếu của nhiều chủ đầu tư có vấn đề, nên thị trường này dần mất niềm tin. Rồi những nhà đầu tư thứ cấp đưa tiền vào bất động sản mang tính kinh doanh nhưng không bán được, tiền bị chôn ở đó, đến kỳ hạn trả ngân hàng không có. Tóm lại, thị trường bất động sản kẹt mọi nguồn vốn, vì thế giới kinh doanh phải thổi giá ảo để bù vào chuyện đang lỗ. Hiện nay thị trường bất động sản có tính thanh khoản rất thấp. Thị trường gần như dừng lại, giới đầu cơ kinh doanh lớn thổi giá, ai cũng biết đó không phải là giá thật nên không có người mua. Thêm vào đó, một trong những điểm mới quan trọng nhất của Luật Đất đai 2024 là bỏ khung giá đất cũ, thay vào đó bảng giá đất được xác định là sát với thị trường căn cứ trên mục đích, thời hạn sử dụng đất, thông tin đầu vào, các yếu tố khác ảnh hưởng. Đây còn là căn cứ để tính tiền sử dụng, thuê, thuế sử dụng đất, thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tính lệ phí quản lý, tiền phạt, bồi thường khi vi phạm trong lĩnh vực đất đai và giá khởi điểm để đấu giá. Nói như vậy để thấy rằng bảng giá đất mới sẽ tác động tới giá bất động sản, bởi khi bảng giá đất sát với giá thị trường sẽ kéo ngân sách liên quan đất đai như chi phí giải phóng mặt bằng, đền bù thu hồi đất, thuế phí liên quan đến đất đều tăng. Khi giá nhà tăng, người sở hữu bất động sản sẽ không muốn bán mà tiếp tục chờ tăng nữa. Như vậy, giao dịch thực tế không tăng, thậm chí có thể giảm, dẫn đến tính thanh khoản thị trường trở nên thấp. Trước tình hình giá bất động sản tăng quá cao như vậy, thị trường xuất hiện một cuộc chiến giữa bên cung và bên cầu, tức là một nhóm người hay một cộng đồng đã kêu gọi dừng mua, chờ hạ giá mới giao dịch. Có thể lấy ví dụ để minh chứng, năm ngoái các nguồn vốn vào thị trường bất động sản đều tắc nghẽn, khiến nhà đầu tư rơi vào tình trạng kẹt vốn các lỗ. Đến thời điểm này họ đang tìm cách để kích giá ảo của bất động sản để thu lãi cao hơn nhằm bù lại các khoản bị lỗ từ trước đó. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá bất động sản tăng đột biến trong thời gian vừa qua. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra, tính thanh khoản của thị trường sẽ càng bị hạn chế, thị trường có thể bị đóng băng. Có thể nhìn từ vấn đề giá bất động sản mang tính chất ảo nhiều hơn thật, nên trong báo cáo gửi Chính phủ, Bộ Xây dựng đề xuất chính sách đánh thuế với trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà, đất nhằm hạn chế đầu cơ, mua đi bán lại trong thời gian ngắn để kiếm lời. Liên quan đến việc đánh thuế nhà đất, giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng đây không phải là lần đầu tiên chính sách đánh thuế với người sở hữu nhiều nhà đất được nêu ra. Ý tưởng này từng đưa ra cách đây gần 20 năm, nhưng tới nay vẫn chưa triển khai được do còn nhiều vướng mắc. Trong 20 năm qua, đã có 3 nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng hướng tới đổi mới về sửa luật đất đai, nhưng đến nay mọi ý tưởng vẫn đang còn trên giấy. Cụ thể, các nghị quyết 26 năm 2003, nghị quyết 19 năm 2012 và nghị quyết 18 năm 2022 đều nói điểm rất quan trọng phải làm ngay là hình thành luật thuế về bất động sản để đánh mức thuế cao hơn với người sở hữu nhiều nhà đất không đưa vào sử dụng và các hành vi có tính đầu cơ tích trữ về đất đai.
Khi chuẩn bị luật đất đai năm 2003, giáo sư Võ từng đề nghị việc sửa luật đất đai phải đồng thời xây dựng luật thuế bất động sản, nhưng 20 năm qua cũng chưa thấy triển khai. Bởi lẽ vấn đề mấu chốt trong bài toán đánh thuế bất động sản là thu thuế như thế nào và cơ sở nào để việc thu thuế thật sự khả thi. Đơn cử như về cách thức thu thuế, lâu nay nhiều người muốn học cách đánh thuế của Singapore, tức người mua nhà ở thứ hai, thứ ba hoặc hơn nữa thì bị đánh thuế cao hơn. Nhưng đặc thù của Việt Nam khác với Singapore, trong trường hợp ngôi nhà thứ nhất giá trị rất lớn, còn nhà thứ hai giá trị rất bé, chẳng lẽ chỉ thu thuế ngôi nhà thứ hai mà bỏ qua nhà thứ nhất? Được biết, hiện nay một số nước thu thuế từ 1 đến 1,5% giá trị với tất cả trường hợp sở hữu nhà, đất. Nhưng với Việt Nam, thu nhập người dân đang còn thấp. Nếu thu mức này thì người dân không chịu nổi. Do vậy, giáo sư Võ đề xuất phải nghiên cứu sắc thuế phù hợp với Việt Nam, có thể thu thuế dựa trên giá trị nhà, đất hoặc diện tích sở hữu, đảm bảo mục tiêu vừa chống đầu cơ bất động sản, vừa đảm bảo an sinh xã hội. Một câu hỏi mà nhiều người đặt ra là giả sử nếu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Chính phủ cương quyết áp thuế để hạn chế đầu cơ, thì giải pháp đánh thuế liệu có thực hiện được không? Giáo sư Võ cho rằng về mặt lý thuyết, học giả của các nước trên thế giới khẳng định là có thể giải quyết được. Khi mọi người dội tiền vào bất động sản thì phải sử dụng đến sắc thuế để điều chỉnh. Nhưng đánh thuế thế nào cho phù hợp với điều kiện sống của đại đa số 80% nhân dân mới là vấn đề khó. Sắc thuế phải phù hợp với điều kiện nước ta và nó không bất khả thi. Có nghĩa là các điều kiện khác như chuyện công khai nhà ở, giải trình nguồn gốc bất động sản liệu có thực hiện được không? Nếu bất động sản của người này sang tên cho người khác, lúc đó đánh thuế vào ai? Trong khi hạ tầng quản lý bất động sản ở nước ta hiện nay còn rất kém. Chẳng hạn như ông X có nhà ở tỉnh A, tỉnh B, tỉnh C. Nếu ma mị trong kê khai làm sao biết được? Một hạ tầng như vậy thì chưa đảm bảo tính khả thi của luật thuế bất động sản. Thu nhập người dân Việt Nam còn thấp. Trong đó, đồng lương không nhìn thấy tiền chi phí cho nhà ở. Ai muốn mua nhà ở phải tiết kiệm chi tiêu ăn uống. Vì vậy, theo giáo sư Võ, xây dựng thuế trên quan điểm là giảm thuế chung, miễn thuế cho những người sở hữu nhà ở, chính đáng để họ không chịu áp lực về thuế. Nhưng đánh thuế ở mức độ cao với những trường hợp có nhà nhưng không sử dụng. Tuy nhiên, giáo sư Võ cho rằng đi kèm với luật thuế còn nhiều việc nữa phải làm. Thứ nhất, về chủ trương, nhiều người họ cho là họ có quyền riêng tư, bí mật về tài sản. Vậy thì phải có sự đồng thuận về việc công khai tài sản với tất cả các nhóm đối tượng. Thứ hai, hạ tầng quản lý bất động sản có nâng cấp được không? Đó là cơ sở dữ liệu nhà đất và dân cư. Bởi giáo sư Võ đã từng lên tiếng ủng hộ cao khi Bộ Công an đề xuất khai cơ sở dữ liệu này phải hợp nhất mới giải quyết được vấn đề hạ tầng quản lý bất động sản trên nguyên tắc chuyển đổi số và thông tin được quản lý chặt chẽ. Còn trước mắt, để tránh việc tăng giá sốc, ổn định thị trường bất động sản, giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng cần phải xây dựng một lộ trình tăng bảng giá đất phù hợp. Về nguyên tắc, bảng giá đất của nhà nước phải theo giá thị trường, có thể cao nhưng chính phủ phải có chính sách giảm giá đất đầu vào của các dự án đầu tư. Cùng với đó là cải cách về thuế bất động sản, kết hợp cả hai biện pháp này, giá đất sẽ tiệm cận với thị trường nhanh hơn, nhưng vẫn ở mức được cho là phù hợp. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc giá nhà tăng, nguyên nhân chính yếu do cán cân cung cầu bị lệch. Điều cần kíp nhất lúc này để có thể tác động giúp giảm giá nhà về mức phù hợp, chính là cân chỉnh lại cán cân cung cầu. Muốn vậy, nguồn cung phải được giải phóng, các dự án đang tắc nghẽn cần phải được khơi thông, các dự án mới cần được khởi động. Một minh chứng là hiện có hàng ngàn dự án bất động sản đắp chiếu tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu có giải pháp mạnh tay, các dự án này sẽ được giải phóng, tăng cung cho thị trường, giảm sức nóng giá nhà. Việc áp thuế hay thắt chặt tín dụng với bất động sản chỉ xem xét sử dụng khi có những hành vi gây ảnh hưởng thiếu tích cực đến thị trường. Còn người mua nhà thứ hai, thứ ba hoặc nhiều hơn nhưng sử dụng đúng mục đích, tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội là hành vi tích cực nên được khuyến khích, tạo điều kiện. Như vậy, dù với sắc thuế nào, mục đích lớn nhất cần hướng tới là tạo ra của cải, giá trị gia tăng cho xã hội. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.